Và sau phần thi vừa rồi, hiện tại số điểm cao nhất vẫn thuộc về Thủy Tiên và thấp nhất vẫn thuộc về Chi Lệ. Hai thí sinh còn lại là anh Khoa và anh Quang. Và thí sinh bước ra đây đó chính là anh Khoa. Khi mà gặp lại những món đó sau gần một tháng, cái vị ngon của khoai tây nó khác rất nhiều. Cảm thấy nó như là một cái món ăn rất tuyệt vời. Đó là thử thách thực sự rất là khó chịu. Đánh vào tâm lý chứ không phải nó đánh vào sức lực của mình. Cảm thấy mình đã thất bại trong cái việc mà kiềm chế lại lòng ham muốn ăn của mình. Thể lực của mình nâng lên đáng kể qua tuần thứ 3. Cảm thấy không hề mệt mỏi và cảm thấy con người rất là khỏe mạnh. Mình cảm thấy bụng mình đã bớt hẳn. Người của mình bắt đầu đã thon gọn. Quần mà mình mặc hồi trước nó chật thì bây giờ những cái quần đó đã từ từ tuột xuống. Phải thắt dây lịch thật sâu vô mới có thể siết được cái quần đó. Cho nên là mình cảm thấy rất là hiệu quả. Cái điều khó khăn nhất của cái vai diễn lần này của mình đó, đó là khi mà biểu diễn thì mình phải mang theo một cái cục gù sau lưng. Nó sẽ không có thoải mái. Nhân vật đó thì từ đầu đến đuôi đều tỏ một nét mặt rất đau khổ, mà đau khổ từ trong trái tim. Mà chưa hề bao giờ đóng một cái vai nào khó như vậy về hình thể, động tác, dáng đi và cả gương mặt. Mình rất mong có thể hoàn thành tốt vai diễn này. Chim trong dương ngời, em đã đến mang xuân cho đời. Chân em bước băng qua những con đường, em hát vang khúc du mục ca. Và kể từ ngày em đã ghé thăm bình nguyên non nồng sâu. Thành Vân, bây giờ bạn đứng thẳng lên được chưa ạ? Xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi không biết phải nói sao, càng lúc các bạn càng giỏi. Và trước tiên bây giờ anh phải khen cái cô em này một chút xíu. Là bởi vì em không phải là một vũ công chuyên nghiệp. Nhưng mà anh không nghĩ là em lại cố gắng giúp bạn diễn của mình một cách nhiệt tình như vậy. Và em nhảy hay như vậy. Thiệt em điêu luyện thiệt tình luôn á anh à. Cổ đã trải qua một cái giai đoạn, đã có một cái trải nghiệm nó nhiều năm tháng. Không em, có đó. Nhiều người cũng trải nghiệm nhiều năm tháng lắm nhưng mà làm cũng đâu được, mà có làm được cũng không có làm tới vậy. Em làm nó tới chứ không phải là nó được. Cái chuyện được là nó khác mà cái chuyện tới nó khác. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho Ốc Thành Vân. Đến giờ này xin tiết lộ với quý vị là cách đây 14 năm là Trường Giang yêu thầm Ốc Thanh Vân. 14 năm! Cái điều này là để Ốc Thanh Vân tự kể. Kể đi. Vấn đề là bây giờ anh đâu còn yêu em nữa. Đúng không? Anh đã yêu người khác rồi. Thực ra là chuyện này lúc đó Vân không có biết. Không hề biết. Không biết rằng là những buổi chiều khi mà mình ở lại trường sân khấu, thường lúc đó thì các bạn về hết nhưng mà có mình em hay ngồi tự tập độc thoại một mình, mà không hề biết là có một người rình. Mà người đó là người này. Wow.
mãi sau này, sau bao nhiêu năm trời, cả hơn 10 năm, đến khi mà có dịp làm chung với nhau trong một chương trình cũng của công ty Đông Tây luôn, thì trong một buổi quay, ảnh mới nói ra điều này, lúc đó mới biết, nhưng mà muộn rồi anh ơi. Muộn rồi. Mà lúc đó anh Trường Giang còn yêu mến chị Ốc Thanh Vân không? Vẫn yêu mến là mãi mãi không bao giờ thay đổi, bởi vì Ốc quá giỏi đi, Ốc giỏi mà, Ốc nghị lực mà, Ốc kiên cường lắm, nói thật với quý vị là Ốc hay lắm. Chỉ có cái bây giờ là mình không thể đến với nhau được là em đã 3 children. Và bây giờ xin mời giám khảo Hoài Linh quay trở lại với phần nhận xét cho thí sinh. Còn về Khoa thì thật sự là bữa nay Khoa diễn rất là tốt. Từ cái biểu cảm, từ cái động tác nó cũng khó. Đứng thẳng người để nhảy á, nó đã khó rồi. Còn khom khom để mà nhảy nữa thì nó lại càng khó hơn. Tại vì Khoa nó cao. Khoa đã làm rất là tròn cái vai. Và các bạn lột tả được cái tình yêu mãnh liệt từ một cái anh chàng mặc cảm. Và cuối cùng một cái kết rất là dễ thương là chị biết chắp tay để nguyện cầu. À, tôi nói thiệt nha, càng lúc tôi thấy các bạn càng giỏi. Tại sao tôi... Đây là bước nhảy ngàn cân. Lúc đầu tiên thì các bạn còn phải cho tới cuối thì các bạn cần phải ốm dần đi. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Cái sự kết hợp và cái tổ hợp bưng bê, tụi em phải có một cái sự tin nhau rất là cao. Ốc em phải tin Khoa sẽ quăng em lên và chụp em, xong quay nên thả em xuống và bắt lại em. Và chừng nào tụi em làm cái điều đó, tụi em làm rất là mượt. Và cái đó rất khó, tại vì Khoa em không phải là một người chuyên nghiệp về nhảy múa. Và trong mấy cái động tác đó, từ đầu đến cuối hay. Hay và lỏng người này nè. Bởi vậy, chính vì vậy tôi không muốn đi nước ngoài ở lâu là vậy. Đi nước ngoài ở lâu mà diễn tả có cái hay không cũng không biết. Hay. Đúng là hay. Và cái sự kết hợp của hai em trong cái bài này anh thấy nó rất là khác với mấy cái tuần trước. Đặc biệt hơn là đầu đến cuối đang diễn và đang hát theo cái lời. Nó nhìn đúng giống một cái tiết mục trên sân khấu Broadway luôn. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Tạo hình rất là tốt nè. Rồi những bước nhảy đẹp và mướt. Nói chung là rất văn minh. Rồi riêng về Ốc Thanh Vân không có khó để mà hiểu rằng cô ấy xuất sắc như vậy. Tại vì tôi đã từng là khán giả của Ốc Thanh Vân ở những rất nhiều những vai diễn. Cô luôn luôn đạt tới đỉnh cao của sự xuất thần trong vai diễn cơ. Và tôi may mắn được Thanh Vân nhận lời trong một cái MV Tuổi Hồng Thơ Ngay. Chỉ khoảnh khắc rất ngắn nhưng mà lấy được nước mắt của khán giả rất là nhiều. Sự nghiêm túc trong lao động của Ốc Thanh Vân là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà em đang có được ngày hôm nay. Và Khoa, hôm nay em cũng làm rất tốt. Kết thúc màn trình diễn rồi, MC ra tới nơi em vẫn còn nhập vai. Đó là điều anh rất là thích. Và thật sự là chúc mừng cái bài diễn thật sự là văn minh và tuyệt vời này. Vâng, như vậy là tràn ngập những lời khen tặng. Tuy nhiên số điểm chúng tôi sẽ xin phép được giữ lại. Và bây giờ mời Ốc Thanh Vân, nhiều người bạn của mình bước lên chiếc cân. Anh Khoa, cân nặng cũ 97,4. Cân nặng hiện tại 95,7. Giảm 1,7 cân, tương đương 1,7%. Xin cảm ơn bạn, mời bạn về chỗ.